và rồi khùng chạy ra. Hello mọi người, bây giờ tôi sẽ đem con đốm vô cái phòng này, cho bầy khế thúi nhìn con đốm thông qua cái cửa này. Đốm đâu rồi? Đốm ơi, đốm bẻo ơi, đốm, đốm, ê, đây nè, đốm bẻo kìa, đốm ơi. Đây đi vô phòng chơi các bạn. Hụ đi, nhảy lên hụ đốm đi. Những ánh mắt rất là quạo, rất là khó chịu, giỏi khùng nữa. Thấy rõ mặt đốm chưa? Không dám nhìn, không dám nhìn mấy đứa trong luôn nha bà con. Có cái phòng này cà khịa mèo mèo được nha. Nữa đem chị Đại vô đây sẽ cho tụi nó dòm chị Đại luôn. Tức dữ. Tức tới nỗi không muốn dòm luôn. Vô nhà dưỡng lão. Ok, rồi vô luôn. Giảm vị ngầu. Con dòi. Có cái mặt nó ngầu chưa? Ủa? Bỏ đi vô rồi ra nữa kìa. Hey, bé ơi. Ở trong này kêu nó vẫn nghe nha. Hiền ghê ha. Ngắm phòng xung quanh đi đó. Chừng nữa cho mày ở đây đó nha. Lo mà ngắm đi. Thí dụ mà chị Đại qua chơi thì cho chị Đại trong phòng này. Còn chị Đại về thì cho mày ở trong này. Phòng cái trường hợp mà mày đi chơi đánh lộn, có chỗ cho mày ở luôn. À, con đốm ở đâu cũng được, yêu cầu có chủ của nó là được. Không có quan tâm là chỗ sạch sẽ hay là dơ bẩn gì hết. Miễn sao có chủ là theo à. Rất là trung thành luôn. Con này nó đâu có thua gì con chó đốm nữa. Ủa, sao bỏ vô trong rồi đi ra dòm hoài vậy? Hải Khế. Nó nhìn thấy con đốm nó tức quá, nó bỏ vô trong. Vô trong đi một vòng rồi hồi quay ra nữa. Con ngầu này chẳng ăn chăn quấn nha. Nhìn hoài. Đốm béo nè. Thấy không? Có chủ ngồi chung là con đốm nó bình thường. Rất là bình tĩnh. Rồi. Tới giờ phá của nó rồi đó. Trời ơi cái cửa đó mà. Ừ đúng rồi, con quỷ khế. Nó đi vô trong, nó nhìn vô cửa này. Nó canh cho mở chưa, nó không xuống. Lại bẻo coi, lại đây bẻo. Ở trong này luôn chịu không? Hả? Nhìn cái lỗ mũi gần lành rồi. Cũng còn sâu lắm. Rồi bữa nay thử nghiệm vậy thôi. Dòi khùng không rời đi luôn. Ngầu thì đứng kênh hoài. Không có làm gì được người ta đâu. Còn cái con khùng này nãy giờ nó giống như là bị ma nhập nó vậy. Coi kìa. Trời ơi muốn phóng ra mày. Coi kìa coi kìa. Gình. Gình hồi đập đầu vô cửa kiếm đi sao. À, đó. Thấy con đốm di chuyển. À, đốm bước lên mình tao tụi bay thấy chưa. Coi kìa.
Trời ơi, tức hả? Tức làm được gì nhau? Khế còn khôn, thấy không làm gì được rồi bỏ vô trong cho đỡ tức. Còn mấy đứa mày sao? Không làm gì được ngồi lít hả? Dòi và ngầu nhìn con đốm không chớp mắt, kiểu như là đang theo dõi một bộ phim, không dám đi chỗ khác, sợ hết phim. Giả chân cô nương có thể nó đang ngủ cho nên nó không chạy ra. Chứ con nhỏ đó nó cũng háo thắng lắm, nhìn con đốm nó cũng ghét luôn. Nói chung con quỷ đốm này nó ăn ở làm sao á. Hết trơn mấy đứa con gái ở nhà tôi, con nào cũng ghét con đốm hết. Với cái tính khí của con ngầu, khi nó đánh không được con nào thì nó sẽ đánh con kế bên. Lúc này nó nhìn con dòi, đâu dám đánh dòi, mày đánh nó thử đi, mày ăn liên hoàng chưởng liền. Con này là cái thứ hổ báo, du côn, du đảng. Còn con quỷ này thuộc về cái hạng mà hạng không phải là tầm thường rồi, cái hạng khùng nặng. Cứ ngồi lì ngay cái cửa này hoài, không đi chỗ khác. Mà con ngầu nó lép vế con dòi nha, không có dám nằm với con dòi đâu. Lỡ quớ, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại là ăn giả với con dòi liền. Và đây là cái mặt của con dòi. Thấy không, con gái đó mà cái mặt rất là uy quyền. Còn con nhỏ này cũng không có dừa. Lúc này con đốm nó di chuyển qua lại, thế là con dòi nó cứ ngóng qua ngóng lại hoài. Muốn ngược lắm rồi. Trời ơi, nó sung lắm rồi đó nghe. Nhưng ngược lại với tụi này thì con đốm nó tỏ cái vẻ rất là bình thản. Nhưng cái kiểu cách của con đốm không phải bình thường đâu nha. Có một chút gì đó cà khịa mấy con trong này nữa. Kiểu như là ỷ vô chủ. Tao đứng đây chọc tức tụi bay luôn đó. Có con sen ở đây nè, tụi mày làm cái gì tao? Ngon nhào vô. Con đốm nó yếu thế hơn là nó không có anh em hay bầy đàn gì hết, chỉ có con sen thôi. Còn cái tụi này ỷ đông, ỷ đông ỷ hùa nhau được, bởi vì cái mặt rất là láo. Dòi nó căng một hồi, có khi nào nó gãy luôn không ta? Mày căng quá. Bỏ đi. Đúng rồi, nên bỏ đi đi. Con ngầu đỡ hơn dòi với khế là nó không có căng. Cái kiểu như là ngồi chờ cơ hội. Thí dụ có sơ hở thì nó sẽ xử con đốm, hoặc là có đứa nào chạy ra đó thì nó sẽ chạy theo, hùa theo, chứ không có căng thẳng giống như khế dần dòi. Có vẻ như đốm khá là khoái cái phòng này, rất là tự nhiên. Một lát sau cả đám vô trong hết thì con đốm nó đứng lên nhìn mấy đứa trong này, quá trời gan luôn. Nhưng phía bên trong lại có một con mèo vô cùng gian xảo đang núp. Đây chính là con khế thối. Tại sao tụi nó nhìn con đốm tụi nó lại ghét, mà con đại ca tụi nó không ghét? Màu lông cũng giống nhau mà. Lúc này con đốm nó hơi bị rén, tại vì cái mặt con dòi với khế hung dữ quá trời, không dám dờ, liếc liếc thôi. Chưa đâu, hiện tại con đốm nó sợ cái cửa có thể đẩy ra được, cho nên nó còn nương, nó còn sợ tụi mày. Sau này nó biết cái cửa này không bao giờ đẩy ra được, nó sẽ chọc tụi mày, tụi mày khùng luôn nha. Gán đi, gán ra ngoài thị quy đi. Sau này tụi mày chỉ là cái sở thú ở trong nhà của con đốm thôi. Không sao đâu đốm, mày là chủ nhà mà, có quyền.